Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay thì Hoàng Minh sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn làm món cá chạch kho dừa. Bây giờ xin mời cả nhà cùng với Hoàng Minh vào bếp làm nào. Chào cả nhà. Hôm nay thì mình cũng mới đi chợ về nha cả nhà. Thì mình có mua bún nè. Bữa nay thì mình làm món cá chạch kho dừa. Này bún để mình ăn cá chạch. Và đây là nửa ký cá chạch. Và vài trái dưa leo. Này cá chạch còn rất là tươi luôn nha cả nhà. Đây, cái này là vài trái dưa leo. Và một ít sả và một củ tỏi và chà chứa ớt. Đây là rau thơm để mình ăn bún. Thôi bây giờ thì mời cả nhà cùng đi mặn cá với mình nha. Đây, những con cá chạch nó bành bành không các bạn? Đây, tiếp theo thì mình sẽ mặn cá chạch nha các bạn. Lúc này thì cá chạch nó cũng đã rửa và mặn xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho cá chạch qua một cái gỗ để cho nó ráo nước. Tiếp theo thì mình sẽ xắt cá chạch thành những cái đoạn nhỏ. Tỏi lúc này thì cũng đã vàng rồi, mình cho miếng nghệ vô. Rồi, lúc này thì mình sẽ cho cá chạch vào. Trộn đều lên.
cho một xíu muối, nửa muỗng đường, một muỗng bột ngọt. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Lúc này thì mình sẽ xào cho cá chạch nó đều lên. Rồi mình cho cái phần nước cốt dừa dảo vô. Để khoảng 15 phút cho cá nó chín. Lúc này thì cá chạch nó cũng đã sôi rồi, mình cho sả và ớt vào. Để trong khoảng 15 phút cho cá nó chín nha các bạn. Này quá thơm mùi luôn, mùi sả luôn. Lúc này cũng khoảng 15 phút rồi, cá cũng đã chín rồi. Mình cho nửa chén nước cốt kẹo vô. Này quá ngon luôn. Này cái phần cá chạch của mình cũng đã hoàn thành rồi. Quá thơm luôn. Nên lúc này mình chuẩn bị dĩa bún để mình ăn thôi. Một ít dao. Bắt đầu phồng lên. Xin chào cả nhà. Mời cá nhà cùng ăn cá chạch kho dừa với mình nha. Thì ăn cá chạch kho dừa thì mình ăn với bún. Đây. Bún ăn rất là ngon luôn, tại vì nó có nước cốt cái béo đó các bạn. Mình cho một chút xíu nước mắm cay cay, cho thêm miếng rau nữa. Đây là rau thơm mình ăn chung với bún cho nó ngon. Một xíu đậu phộng. Wow, cái dĩa bún hấp dẫn quá. Ngon lắm các bạn ơi. Đây cho một miếng cá chạch luôn. Chạch này thì cái mùa nước lên mình mới có nha các bạn. Quá ngon luôn. Chan thêm miếng nước nữa. Nước này nó béo béo mà nó rất là ngon, có sả vô đây nữa nha các bạn. Clip của mình cũng đã kết thúc rồi. Bye bye.